Lại thắng năm sao Liverpool lại vượt lên trên Man City. Liverpool có một chiến thắng dễ dàng trên sân nhà trước Huddersfield. Đội khách không còn động lực thi đấu ở Premier League nên không thể chống đỡ được khát khao chiến thắng của đội chủ nhà. Cây ta mở tỷ số ngay ở phút thứ nhất của trận đấu. Sau đó tới lượt Sen và Salah ghi bàn đưa Liverpool dẫn trước tới 3 bàn thắng trong hiệp thi đấu thứ nhất. Chắc chắn cầm trọn 3 điểm nhưng Liverpool chưa dừng lại. Ở trong hiệp thi đấu thứ hai, cả Man và Salah đều ghi thêm một bàn để ấn định kết quả chiến thắng năm không cho Liverpool. Như vậy, sau 36 vòng đấu Liverpool có 91 điểm, họ tạm thời đứng đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn Man City. Nhà đương kim vô địch Premier League ngày mai mới thi đấu, họ sẽ cạnh tranh 3 điểm với Burnley. Niềm vui nhân đôi với các cầu thủ Liverpool, đặc biệt Salah và Man bởi không chỉ giúp đội bóng của họ giành chiến thắng, hai cầu thủ này còn nâng cao thành tích cá nhân. Với cú đúp ghi được ở trận đấu này, Salah vươn lên độc chiếm ngôi đầu trong cuộc đua giành chiếc giày vàng với 21 bàn thắng man ở ngay phía sau với 20 bàn thắng. Một niềm vui nữa với người hâm mộ Liverpool khi họ đón chào sự trở lại của Oxlade-Chamberlain, tiền vệ người Anh dính chấn thương ở gần cuối mùa giải năm ngoái và phải mất một năm dưỡng thương anh mới trở lại. Sự trở lại của Oxlade-Chamberlain sẽ giúp tuyến giữa của Liverpool hơn hơn trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Liverpool sẽ thoải mái nghỉ ngơi để bước vào trận bán kết Champions League gặp Barcelona vào giữa tuần tới. Cuối tuần sau họ sẽ trở lại thi đấu ở Premier League và đoàn quân của club sẽ có chuyến làm khách trên sân của Newcastle. Đội bóng được chỉ huy bởi Rafa Benite. Trong quá khứ Benite từng có 6 năm dẫn dắt Liverpool, 2004-05-2010, ông từng giúp đội bóng này vô địch Champions League 2005 nhưng không thể vô địch Premier League. Đội hình thi đấu. Liverpool 4-3-3, Alisson 6, Alexander-Arnold 6, Gomez Labrune 6, Van Dijk 7, Robertson 7, Henderson 7, Wijnaldum 6, Zakiri, Keita 7, Sala 7, Sturridge 6, Oxlade, Chamberlain, Man 8, Huddersfield 4, 5, 1, Los 5, Smith 6, Sinler 6, Congolo 5, Đơm 5, Mbenza 5, Kachunga, Bakuna 6, HOGG 6 5, Stankovic 5, Richard, -Gran 5, Mauni 5, Lowe.